Cũng xin thông báo với mọi người là cái app BC Solution của chúng ta được nâng cấp và chuyển sang app Shopee với cái hiệu năng nó tốt hơn, với cái tốc độ load nó nhanh hơn và nhiều cái tính năng hơn. Thì cả nhà mình có thể lên cái CH Play, nếu ai mà dùng Android thì có thể lên CH Play để tải ha. Rồi, mình dùng Android và mình cũng tải sẵn về ở đây. Thì khi mà mình nhấp vào thì nó sẽ cái giao diện nó như này. Nó có rất là nhiều cái tính năng, nhưng mà ngày hôm nay là mình sẽ hướng dẫn mọi người cái tính năng chính, đó là cái tính năng đơn hàng. Còn những cái tính năng khác thì mình sẽ làm một cái video khác để mà mình hướng dẫn toàn bộ những cái tính năng của cái app này. Rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người lên đơn hàng. Đầu tiên là mọi người sẽ tìm cái sản phẩm mà mình muốn lên đơn. Ví dụ như là mình muốn đặt cho khách một cái sản phẩm chăm sóc da đi, thì mình sẽ tích vào, thì mình bấm vào cái chỗ danh mục này, thì sau đó nó sẽ hiện lên cái những cái danh mục mà để mà mình chọn. Thì trong này nó sẽ có những cái sản phẩm mà mình cần chọn, thì trong này nó sẽ có những cái sản phẩm mà mình muốn lên đơn cho khách, ví dụ như là chăm sóc da nè, thì mình sẽ tích vào cái mục này ha. Thì nó sẽ có cái phần là xu hướng sản phẩm bán chạy và sản phẩm đang khuyến mãi. Ví dụ như chúng ta muốn bán cái sản phẩm đang khuyến mãi thì chúng ta tích vào đây. Thì hiện tại thì chúng ta đang có cái Nicot Oil in One, đó là serum tế bào gốc. Thì khi mà chúng ta mua thì sẽ được cái quà tặng, đó là cái một cái kem chống nắng. Rồi, sau đó thì mọi người tích vào lên đơn. Rồi, thì ở khi mà tích vào cái trang này thì nó cho ra cho chúng ta là những cái thông tin cũng như là bill và chiết khấu, cũng như là những cái thông tin của sản phẩm, thì chúng ta chọn thêm vào cái giỏ hàng. Rồi, chúng ta tiếp tục chọn kho hàng, đó là Robby Hồ Chí Minh, hoặc là anh chị nào mà ở khu vực Hà Nội thì chúng ta chọn là Hà Nội. Rồi, chúng ta tích vào thêm vào giỏ hàng, thì tự động cái sản phẩm mà khuyến mãi của chúng ta, cái sản phẩm quà tặng của chúng ta nó sẽ được đưa vào giỏ luôn. Các anh chị thấy là cái giỏ hàng ở trên cái góc phải màn hình của chúng ta nó có để là có một sản phẩm rồi nè, đúng không? Rồi, tiếp theo, ví dụ như là mình muốn mua một cái sản phẩm là thực phẩm chức năng đi, thì mình thoát ra, mình vào cái phần làm thực phẩm chức năng. Các anh chị chờ nó lót chút xíu, rồi mình vào cái thực phẩm chức năng đi ha. Rồi, cái phần nó sẽ hiện ra cho chúng ta rất là nhiều cái sản phẩm, cái sản phẩm bán chạy đi. Mình muốn lên một cái bộ vili này đi ha, thì mình sẽ tích vào cái bộ vili này. Rồi, nó sẽ ra như thế này, chúng ta tích chọn thêm vào giỏ hàng. Rồi, chúng ta chọn kho, mình chọn kho Hồ Chí Minh. Rồi, sau đó là chúng ta chọn thêm. Rồi, bây giờ hiện tại là các bạn và các anh chị là đã thấy là trên cái giỏ hàng mình nó đã có ba cái sản phẩm rồi, đúng không? Rồi, chúng ta tích vào cái phần giỏ hàng thì chúng ta sẽ thấy là ba cái sản phẩm của chúng ta được nằm ở cái giỏ hàng này. Thì bây giờ mình tích vào cái chỗ tạo đơn thôi. Khi mình tích vào cái chỗ tạo đơn ấy, thì nó sẽ ra cái phần là thông tin vận chuyển, thì chúng ta chọn bên cái góc phải màn hình này, chúng ta chọn thêm thông tin. Vui lòng thêm địa chỉ, có nghĩa là nó bắt các anh chị phải thêm cái địa chỉ trước, rồi mình sẽ chọn cái địa chỉ ha. Ví dụ như là mình đặt cái sản phẩm này về là ví dụ như là mình đặt về chỗ mình đi. Rồi, thì mình thêm cái địa chỉ của mình vào, mình chọn tích vào đó. Rồi sau đó là chúng ta tới cái phần là thông tin vận chuyển, để chúng ta thêm vào thông tin vận chuyển thì chúng ta chọn đơn hàng vận chuyển, đó là giao hàng tiết kiệm hoặc là giao hàng nhanh. Mình chọn giao hàng tiết kiệm ha. Khách hàng chịu phí, khách mà mua như thế này thì mình sẽ miễn phí ship cho khách luôn ha, ví dụ là như vậy. Rồi mình chọn áp dụng. Rồi tiếp theo là cái hình thức thanh toán thì mình chọn là thêm. Mình chọn thanh toán tiền mặt ha. Còn nếu như mà ai mà khách mà chuyển khoản trước thì mình sẽ chọn là chuyển khoản ngân hàng. Rồi, thì khi mà chúng ta thêm các cái thông tin đầy đủ trong các cái trường này thì nó hoàn thiện như thế này, thì chúng ta sẽ chọn là tạo đơn hàng. Thì cái phần
cái chỗ mà sẵn sàng giao, cái chỗ mà sẵn sàng giao hàng á, thì khi mà mình tích vào đây á, thì bên kho mới lấy hàng cho mình ha. Còn nếu không thì cái trạng thái của nó chỉ là trạng thái là cái đơn mới thôi. À, thì khi mà mình tích vào á, thì cũng giống như cái app cũ, khi mà mình tích vào á, thì bên kho mới lấy hàng cho mình mà mới giao đi. Rồi thì đó là cái quá trình mà lên đơn. Còn nếu như mà các bạn mà các anh chị có thắc mắc gì thì có thể là liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình ha, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn.